Vatican bắt đầu lên kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19. Chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 của quốc gia thành Vatican cho cư dân, nhân viên và gia đình của họ sẽ bắt đầu thực hiện vào những tháng đầu năm 2021. Kế hoạch tiêm phòng do Quỹ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh và Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Vatican thực hiện, dành cho công dân, nhân viên cũng như cho các thành viên gia đình của họ. Các bộ, các cơ quan của Tòa Thánh được mời gọi giúp mọi người ý thức rằng vaccine có tác dụng không chỉ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn cho người khác. Liên quan đến chiến dịch tiêm phòng vaccine này, trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, ông Andrea Arcangeli, Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Vatican cho rằng, mặc dù quốc gia thành Vatican là một cộng đồng nhỏ, nhưng việc tiêm phòng rất quan trọng. Vì thế, một chiến dịch tiêm phòng phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Ông nói, trên thực tế, chỉ qua việc tiêm phòng rộng rãi và phổ biến trong dân chúng thì mới có thể có được những lợi ích thực sự về mặt sức khỏe cộng đồng để kiểm soát được đại dịch. Do đó, chúng tôi có nhiệm vụ cung cấp cho tất cả cư dân, nhân viên và gia đình của họ cơ hội được chủng ngừa khỏi căn bệnh đáng sợ này. Ông Andrea Arcangeli cũng cho biết, trước tiên, Vatican sẽ sử dụng vaccine do hãng dược phẩm Pfizer sản xuất. Loại vaccine đầu tiên được đưa vào thử nghiệm lâm sàng đã được chứng minh là có hiệu quả 95%. Hiện tại, đây là vaccine duy nhất được các cơ quan y tế châu Âu và Mỹ phê duyệt. Như đã biết, chiến dịch tiêm phòng bằng sản phẩm này đã bắt đầu thực hiện ở Anh. Đối với các loại vaccine khác, được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau, sau khi đánh giá hiệu quả và độ an toàn đầy đủ của chúng, có thể được Vatican tiếp nhận giới thiệu cho mọi người. Khi được hỏi về mức độ an toàn của vaccine, Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh Vatican giải thích, chúng ta có thể hiểu được tại sao có những lo ngại đối với một vaccine được phát triển trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng các cuộc kiểm tra độ an toàn rất nghiêm ngặt đã được thực hiện. Và các cơ quan y tế thế giới bảo đảm rằng trước khi cấp phép lưu hành, họ đã tiến hành các nghiên cứu rất nghiêm ngặt. Ông Arcangeli giải thích thêm rằng, thường thì tất cả các loại vaccine đều có thể gây ra các phản ứng phụ như đau và sưng tại chỗ tiêm. Nhưng trong một số trường hợp, sốt và đau đầu cũng có thể xảy ra. Tất cả đều đã được dự báo trước.